Hello các bạn nha, thì mình mới đi quán nước chơi game với bạn mình vậy. Các bạn thì bạn mình nó chơi mình là ạt bình cùi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ về nhà xin tiền Tú để mà nạp kim cương các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vô. Ê, làm gì mày? Mới đi uống nước về. Sướng dẫn. Ghê vậy. Bấm điện thoại. Chỉnh clip hả? Dạ. Ghê vậy. Có tiền không? Không. Cho tao coi. Mày mới lãnh lương mà. Cho nè. Có 10 ngàn sao đủ nạp game? Cho tao gì? Mày cho tao 100 ngàn tao mới đủ mà nạp kim cương. Em đi. Bên đó. Bên đó. Mày em cho tao 100 ngàn. Em làm cái tiền bà mày nạp mới game. Lãnh lương mẹ chị Tú là bà nạp game mấy con mà mày mới lãnh lương mẹ không cho không tao cho. Đổ mày về nhà trong 10 ngày này không mẹ chị Tú đó mẹ tao vô tao xin tiền mày kêu mẹ chị Tú ghen không ngủ ngon quá ta Tú ơi Tú ơi Tú ngủ méo mặt ngủ chảy ke luôn rồi Tú ơi Tú ơi Tú ơi, anh đen này ngủ dữ hả? Tú ơi, chị mới đi uống nước về với em mà nè Tú. Wow. Tú ơi, Tú dậy đi, tỉnh đi, sáng rồi, tỉnh tỉnh. Trời ơi, ác mộng hả? Tỉnh dậy. Tú dậy. Sáng gì giờ này mới 3 giờ chiều mà. Thôi về đây. Thôi về. Thôi về nhanh lên, chị có chuyện muốn nói nè. Thôi về. Thôi về đi rồi chị nói chuyện này cho em nghe nè. Thôi về đi. Ơi, đi quay gì vậy? Hồi nãy chị mới đi uống nước về á. Cái đang chơi game với bạn chị cái nó nói là ạt chị cùi quá à. Giờ chị xin tiền em cho tiền chị nạp game đi. Không. Nạp mua kim cương. Không mua kim cương. Kim cương. Ây da, à, em quýnh chi gì dữ hả? Kim cương không? Chọn ta ngủ đi, đánh giấc thức ngủ. Đi đánh giấc thức ngủ, đi đánh giấc thức ngủ. Không người ta rồi sao ông kêu người ta hất kim em kim nói là em cho chị chơi game mà. Không. Em mới nói cho chị chơi game một sáng em cho chị đi uống nước với bạn chị nè. Em ngồi vậy nói chuyện với chị đàng hoàng đi. Dạ. Ngồi vậy. Mày đi chỗ khác. Ngồi vậy, nói chuyện đi trời. Ngồi vậy. Cho xin 500 nạp kim cương đi mà. Quýnh chết cha giờ, 500 đồng á. Cho xin 500 ngàn nạp kim cương đi mà. Đi. Không. Đi. Cho chị xin 500 nạp kim cương đi. Đừng quýnh chị thương nghiệp chị lắm. Ô mà ụt dạng ơi. Cho chị 500 nạp kim cương nha. Nha. Đi mà cho chị 500 nạp kim cương đi. Có 500 ngàn thôi mà. Lúc giờ chị ăn ở với em không lẽ không bằng 500 ngàn hay sao? Ăn ở thì ở đậu xài tiền này kia các kiểu đó thì làm tiếp em đó. Cho chị 500 ngàn nạp không. Kim đi không. Nạp cho game bờ gồ lên rồi cái chị sẽ like game cho các bạn xem ạt nó gồ hơn. Đi đi năn nỉ không có bờ gồ gì hết tao đã nói không cho tao quýnh mày bây giờ 100 ngàn thôi không cho 100 ngàn thôi không đi chỗ khác cho tôi ngủ. Cho chị kim cương đi, tặng chị kim cương đi mà. Em vô. Em không có chơi game cái gì biết chơi kim cương vậy. Em vô em tạo một cái hạt game đi rồi em sao biết. Không. Chơi game đi chị. Chị không thích chơi game. Chị chỉ em chơi game nha. Không. Đi cho chị đi vô khác tự đi. Thôi 50 cũng được nữa. Tự nhiên nằm trên vú người ta. 50 cũng được nữa. Không. Cho đi mà 50 thôi. Không. Cho đi mà. Em biết em thấy chị chơi game quýnh chị. Rồi hôm qua mới nói cho chị tôi về quê nha. Về đi. Về dưới có tiền nạp game luôn mà đặt. Ừ vậy đi đi. Đi đi chị quay em đi về. Em mới nói là em cho chị chơi game, like game các kiểu làm việc chị thích. Em là điều kiện là chị không được về quê mà. Đâu vậy em bảo nhiều điều kiện lắm đừng nói vậy. Dạ xem đổi ý vậy. Em cho tiền chị nạp game rồi cho 50 thôi cũng được nữa. Cho 50 thôi cũng được nữa mà. Nói nhiều. Từ 500 xuống còn 50 ngàn em không cho nữa. Không, đi
vô Khang. Đi cho chị 50 anh thôi. Anh mà đi ra cho tao. Cho chị 50 thôi mà. Cho chị 50 thôi. Chị biết lịch sự không? Khi người ta ngủ thì không phá giấc ngủ người ta nha. Vì em cho chị 50 đi rồi chị sẽ không phá giấc ngủ của em. Nếu mà người khác thì em sẽ cho, còn chị. No. Mày nói cái gì thằng kia? Chị, nãy chị game bán điện thoại cho Tú, với chị đập game luôn nói. Ai nói? Hồi tao đuổi về mà luôn giỡn nè. Nói kia tao bán, tao vừa vô nói tí thôi cho tao 100 ngàn, cái em không có. Thôi hay mày lấy điện thoại Tú bán thì có gì. Tú quýnh mày giờ à. Nha. Tao chịu trách nhiệm cho. Không, không có nè. Không, đi ra đây. Đi mà em không thương chị hả? Em cho chị tiền nạp game đi, 50 thôi cũng được nữa, 50 ngàn thôi. Không, 50 ngàn thôi. Quýnh cái cha giờ. 50 ngàn thôi mà. Đi chỗ khác. Cho chị 50 ngàn thôi. Không. Game có gì đâu mà chơi, tối ngày bắn bắn với con quá giật. Đâu có gì đâu mà chơi. Chị em ngủ đi, chị sẽ lấy tiền em đi mua thẻ nạp game nha. Chị biết bị quýnh không? Tiền của em để cho em xài. Chị em cho chị 100 ngàn đi. Không. Tặng chị nạp game. 100 ngàn có thể mua rất là nhiều đồ 100 ăn. Ngàn xong rồi cái nạp vô game á, chị mua đồ, review đồ các kiểu cho các bạn xem nữa. Đi mà. Đi mà. Chưa. Em ơi, người ta, người yêu người ta lỡ xin tiền nạp game thôi là người ta đã cho rồi. Còn em xin không cho, xin chằng ai vậy đó. Quen những người thích chơi game đi, người ta cho. Đi quen quen. Ừ, đi đi nè. Đó, ai ăn trọng cái bản thân này đi. Đi đi. Đi cho chị 50 ngàn nạp game cũng thôi được. Thôi đi. 50 ngàn thôi. Cho chị 50 ngàn được rồi. Cho chị 50 ngàn đi mà. Cho tiền nạp game thì tối nay chít chít. Đi. Không cho. Mà cho chị 50 ngàn nạp game đi mà cục vàng. Chặt. Cho chị 50 ngàn nạp game nha. Nha. Cho chị 50 ngàn nạp game nha. Đầu chị không biết. Đầu tôi mới gọi mà hôi cái gì. Cho chị 50 ngàn nạp game đau. Không phải vú người ta bóp miễn phí đâu nghe. Đưa tiền đây, bóp một cái 50 ngàn. Là chị mới giao ra được không? Mới giao không? Tao giao bữa giờ nha mày. Bây giờ đâu có. Trả đây 50 ngàn. Chị quýnh em nè, chung cái môi hết ăn được luôn nè. 50 ngàn, nhanh lên. Chị quay em hoài, em không muốn quay. Bây giờ trả 50 ngàn bóp cái vú nè. Bây giờ em không em muốn bóp, rồi, bóp vú chị nè. Rồi cái mặt cũng tốn tiền nữa. Nghỉ luôn đi, đi chỗ khác. Em ơi, cho chị 50 ngàn đi mà. Đi. Cho chị 50 ngàn thôi. Được không? Bây giờ chị hôn em cái, em cho chị 50 ngàn. Không cần. Đi mà. Hôn cả cái đôi mộ. Em, bây giờ em cho chị 50 ngàn nha. Hả? Cho gì không? Sắp có 50 ngàn nạp game đổi tên. Không không, nạp game mình sẽ có kim cương mình mua thẻ vô cực. Ủa chị cho, chị nói cho tiền chị sẽ cho bóp mà. Ai ai nói bóp? Tao nói. Ủa, là thôi, em không cho chị tiền luôn. Tao nói ai? Tao nói là hung nha má. Rồi 50 ngàn đây. Cho anh ghé tủ à. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt. Đâu ấy mặt ơi. Thiệt không? Ok, gương mặt dâm đản. Khi mà bóp người ta mới cho ta 50, ghê gớm quá à. Cũng muốn dữ lắm. Bóp cái được nó 100. Cái lồn. Là 50 nữa là 100. Đéo. Bóp cái nữa chưa 100. Gì 100 nha. 100, rồi lỡ 2 cái luôn à. Rồi ok, nó bóp mình 4 cái. Ôi, mời móc mình. Chị à. Mai mốt mình dùng cách này để mà xin tiền nó nạp game đúng không ạ? Ok, bây giờ mình đã có 100 ngàn để mua thẻ Garena nạp game rồi các bạn. 100 ngàn. Yeah. Cái gì tiền lẻ không vậy? Cái gì tiền lẻ không vậy Tú? Bây giờ mình sẽ coi trong bóp nó có tiền không nha mọi người. Cái gì không có đồng cắt nào cho vậy? Tiên đưa tao 100 ngàn rồi anh Tú trả lại. Trời ơi, đắt
Còn 10.000 à. Mày tin không? Đưa 100.000 lấy còn tiền nha. À. Nhanh lên, 10.000 không đủ. 90.000 nữa. 90.000 đâu giá còn cái em 65.000. Cứ nghe. Bây giờ tóm lại em cho chị tiền không? Dạ cho. Tiền đâu? Nhưng mà em hết rồi. Chị không có tiền nạp game liền. Chị xin tiến thôi. Chị nạp game đằng chị mua cái gì mà mãn xà đó, AK mãn xà. Trời ơi, 10.000 nè mua đi. Không có đủ. À 10.000 có đủ mua. Trời mệt ghê đúng nè. Lấy tiền. Cho 500 luôn nè. Trời thật nè. Cái này không có đủ. Cái này chỉ là cái tay cầm súng thôi, chưa đủ nữa. Em lấy tiền của chị gì vậy? Chuyện em. Em kỳ quá à, có 50.000 mà đâu có đủ đâu. Em ghét thiệt chứ. Không có đủ tiền. Hết rồi nè. Còn đưa thẻ đây nè. Đưa thẻ đây đi rút. Trời. Đưa thẻ đây rút 1 triệu luôn. Chứ muôn em à. Đưa thẻ đây đi rút. Mình đã có cái thẻ. Mật khẩu. Mật khẩu cho luôn. Ừ mật khẩu nhớ rồi. Vậy chị đi rút tiền nha. Đi. Bye bye. Bye bye.